Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình hay góp nhận 15 tóc cần CFC các bạn. Giá là 1.500 đô, đây là dự án thôi các bạn. Nhưng khi lít sàn mình không biết bao nhiêu. Chương trình hay góp này kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, nó sẽ phân phối cho các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên Telegram group của nó các bạn. Medium thì các bạn phải phát IP nha các bạn. Mình có để một cái app tuần VPN cho tất cả các bạn gì việc đau về rồi các bạn bấm vào mục OK là nó sẽ tự động VPN qua kỳ cho tất cả các bạn follow theo word các bạn, rồi còn Rehook thì các bạn vào cũng follow Rehook luôn. Lâu quá mình mới làm một cái dáng của Rehook các bạn. Các bạn vào đây thì có một follow thì các bạn bấm vào follow, các bạn nhấp vào ba chữ gạch thì các bạn sẽ thấy username của mình là anh 41 đó các bạn, rồi các bạn bắt up lên các bạn. Câu hỏi đáp án dưới đây thì mình có để một cái phần link cho tất cả các bạn, hoặc là các bạn join vào kênh Telegram group của mình nha tất cả các bạn. Thì cho tất cả các bạn dạy copy các bạn. Các bạn copy từ số 1 nè, từ DeFi nè. Tới đây luôn các bạn. Rồi các bạn sao chép lại nè. Rồi các bạn trở về đi. Các bạn bắt ở đây nha các bạn. Nó nói giữa mối quan hệ bờ DeFi và blockchain là thì mình cũng đã chuẩn bị cho tao bán cho tất cả các bạn các bạn. Lưu ý nha các bạn đừng chuyển qua tiếng Việt các bạn. Các bạn chuyển qua tiếng Việt nữa lỗi tào lao lắm. Rồi các bạn xóa đi. Này mình copy hơi nhiều. Rồi. Câu số 2 thì các bạn chọn cho mình đây phone protocol nữa các bạn. Các bạn luôn nhớ nha các bạn. Tao bán B. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn bấm vào a cộng nè, anh nè. 1133 này các bạn. Rồi username theo Twitter thì các bạn cũng mở từ Twitter, các bạn vào cài đặt thì sẽ gặp một username tất cả các bạn nha các bạn. Còn MMO của anh. Rồi Medium thì các bạn phát IP nha các bạn. Mình có để một cái phần mềm tool VPN chỗ này nha các bạn, cho các bạn tải về các bạn chỉ việc bấm vào một OK là tự động nó VPN ra qua bên qua kỳ nha các bạn. Rồi các bạn copy là username từ Twitter của mình nha các bạn. Ê, username Medium của mình các bạn. Đây nãy mình đã để mình lấy username từ Medium của mình các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân thì các bạn sẽ gặp à. Rồi các bạn copy đi các bạn. Username Medium nè. Bắt ở đây nè. Mình bỏ từ đây tới đây nè các bạn. A cộng anh Như Quỳnh 5.91 cho anh em mình nè các bạn. Rồi địa chỉ ETH thì các bạn dùng địa chỉ EC 10 với chút wallet, Mesa wallet. EC 10 với nào cũng được các bạn. Rồi không được dùng với sàn và với chain. Rồi các bạn username thay tàu Twitter Inju này thì các bạn điền dùm mình A cộng MMO của anh nha tất cả các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho tất cả các bạn luôn. Rồi cái mục này thì các bạn bấm vào A cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy video đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Đây mình gỡ sao mới được.